Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác lý luận công an nhân dân trong tình hình mới theo hình thức trực tuyến. Đại tướng Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an chủ trì hội nghị. Nhằm thực hiện tốt nghị quyết 08 của Đảng ủy Công an về công tác lý luận công an nhân dân trong tình hình mới, Công an thành phố Đà Nẵng vận dụng linh hoạt lý luận công an nhân dân trong công tác tham mưu, trong đó đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phù hợp với địa bàn của thành phố, triển khai các đợt sơ tổng kết các chuyên đề liên quan đến tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ, phòng chống các loại tội phạm theo chuyên đề. Tập trung chỉ đạo nghiên cứu các đề tài, tổng kết lịch sử, vụ án lớn để đánh giá, rút ra các bài học kinh nghiệm,